À, hôm nay Loca Đại Phú xin giới thiệu một cái mẫu thùng lo 2.1 ha, mẫu thùng lo rất là đặc biệt ha, rất hiện đại hiện nay, hiện đại nhất luôn ha, với công suất là công suất khủng ha, và với nhiều tính năng, một khóa mới được tích hợp ha. Đây mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẫu thùng lo này. Đây có trung tâm ha, bao gồm hai cái spad 4 tấc ha, hai spad 4 tấc, dạng nặng ha, đập là tuyệt vời luôn ha, một cái hai cái ha, có kèm đèn led chép theo nhạc ha, quá hấp dẫn ha. Đây hai khóa bộ tinh ha, đây khóa bộ tinh thứ nhất bao gồm một cái hệ thống lo, ok chưa, bên kia một khóa trung tâm, một khóa bộ tinh thứ hai, đó bao gồm hệ thống lo, tổng số lo của hai khối là 10 lo ha, quá khủng khiếp ha. Ok, thì đây là một cái dạng lắp thường đặt ở trong nhà, đây là dạng lắp 2.1 ha, 2.1 hệ thống 2.1 ha, khóa trung tâm giữa, hai khóa bộ tinh hai bên. Rồi đối với cách thiết kế thùng lo kiểu này thì mình có đến 3 cách đặt chính ha. Đây là cách đầu tiên, còn một cách nữa tiếp theo là mình đặt hai khối bê tông lên, mình xếp chồng lên, đây xếp chồng lên, đây có hai cái bát này ha, đó mình lắp đây, rồi bên kia, rồi chưa, đó mình xếp chồng hai cái khối bê tông lên, hai khối bê tông này mình xếp một cái mình cài lên, xếp hai cái mình cài lên. Rồi còn dạng thứ ba nữa là mình dùng cái thanh chống, mình chống lên, khi nào mình còn cái khoảng cách xa mình chống cao lên, ok chưa. Rồi cách thứ tư á là mình sắp xếp để mình di chuyển, khối đầu tiên là cái đây, khối thứ hai đây, để mình di chuyển lại cho nó dễ dàng. Ok thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về những cái tính năng mới đột phá trong cái mẫu thùng lo này. Thứ nhất là nó có chức năng live stream này, thứ hai là nó ca reverb chống hướng chuyên nghiệp luôn. Vì sao? Nó có cái con chip xử lý chuyên về cái phần lập trình, chuyên vào tiếng reverb ha. Rồi chống hướng thì xử lý độc lập, hiệu quả cực kỳ cao. Rồi nó có tích hợp equalizer 5 band, chỉnh sắc nét luôn ha, chỉnh như quan cơ luôn ha. Rồi một cái điều đặc biệt nữa là sử dụng cùng lúc 4 cái micro luôn ha, quá đặc biệt không, sử dụng cùng một lúc 4 cái micro, 4 người cùng ra luôn ha. Đó thì nó rất phù hợp cho mình trong cái không gian rộng lớn ha, 4 người cùng ra mà ha, khỏi gì thay đổi mic ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào cái main board chính. Đối với công suất của cái thùng lo này á thì nó là công suất thật đúng nghĩa là 2000W, là loại công suất khủng nhất cho lo kéo sử dụng bình ha. Thì đối với cái thùng lo kéo này mình vừa sử dụng bình và sử dụng điện luôn ha, song song luôn ha. Đây cắm điện, khi mình đem ra ngoài trời thì mình sẽ sử dụng bình hơn, ở nhà thì mình cắm điện. Đây bình nó quay, đây bình nó quay là 30A ha, 30 bây giờ đó ha. Rồi đây là cái phần mainboard chính của mình. Rồi thì từ cái khối main chính nè mình ghim dây ra, đây là 2 dây nipon ha, mình kết nối với hai khối bộ tinh, ok chưa. Rồi đây là cái hai cái anten để mình bắt sóng xa các bạn ha. Rồi sắp lại đi cho mình giới thiệu. Rồi ca có chỉnh reverb delay echo chuyên nghiệp luôn ha, như phòng thu luôn ha, mid bass mid chép mid volume guitar volume. Rồi đây cái phần phát trực tiếp live stream ha, trực tiếp live stream này bluetooth ha, bluetooth đời mới luôn nè, bluetooth đời mới ha, và có nhiều cái ứng dụng nè. Đây là cái anten của bluetooth này, anten bluetooth này. Đó anten bluetooth để khi mình chơi khoảng chơi khoảng không gian rộng ha, để có tuyệt vời ha, mình bắt sai hơn. Rồi đây hai cái anten này, hai cái anten micro này, đó thì cái khoảng cách xa thì bắt sóng tốt ha. Rồi đây là phần chỉnh equalizer này, equalizer này cho phép mình chỉnh sắc nét các dãy tầng luôn ha. Đây là hai cái đèn led nháy theo nhạc ha. Thì đối với dạng thùng lo này mình cho phép mình có thể lắp thêm cái màn hình Android. Đây có cái cổng Android ha, công tắc và cái nhỏ Android này ha. Rồi nó cho phép mình lắp thêm hai cái thùng lo như thế này nữa, hai cái thùng lo như thế này để thành một cái dạng 2.1 dạng lớn ha. Rồi bây giờ mình sẽ test về cái chất âm các anh em xem thử hấp dẫn không, ok không. Rồi như mình nói rồi đúng đấy.